Bộ phim dựa trên quyển sách Cây cam ngọt của tôi của tác giả José Mauro de Vasconcelos. Đoàn làm phim đã chắt lọc những chi tiết trong truyện để phù hợp với thông điệp mong muốn được truyền tải. Để hiểu rõ hơn, hãy đọc cả quyển sách. Tôi muốn bạn vứt bỏ mọi nỗi lo âu ở trong đầu, tĩnh lặng, nhắm mắt và thở. Và rồi mở mắt ra, chúng ta sẽ cùng nhau du hành trong chuyến xe trở về tuổi thơ của Dê Dế. Dê Dế, một cậu bé 5 tuổi là đứa áp út trong một gia đình nghèo. Cậu có ước mơ trở thành nhà thơ với chiếc nơ thắt trên cổ. Vì bố cậu thất nghiệp, nên mẹ cậu luôn bận rộn trong công việc, cố gắng để gồng gánh nuôi cả gia đình. Vì thế, cậu luôn dành phần lớn thời gian với các anh chị em và em trai của mình. Dê Dế được coi là một đứa trẻ lớn trước tuổi bởi trong cậu luôn có hai phần, một trái tim nhân hậu và tràn đầy sự hồn nhiên. Đó là khi cậu đi đánh giày để có chút tiền mọn mua bao thuốc lá cho bố. Đó là khi cậu cõng vua Louis, biệt danh mà cậu đặt cho em trai của mình, cả một chặng đường dài để nhận món quà Giáng sinh được phát miễn phí. Đó là khi cậu hái trộm một bông hoa để tặng cô giáo của mình, vì không muốn lọ hoa trên bàn cô trống không mỗi ngày. Và một tâm hồn nghịch ngợm và hay bày trò phá phách, chẳng hạn như lần cậu tinh nghịch cắt dây phơi quần áo vậy, như lần cậu giấu kính của bác Edmundo làm bác đi tìm cả ngày trời, có ai thấy cái kính của tôi không, như lần cậu nhổ chiếc tất đen để làm con rắn hù dọa người qua đường. Hả, còn gì nữa sao Dê Dế? Hả, có bạn yêu thì sao? À, chúng tôi quên mất, đồng hành với cậu trong suốt quãng thời gian tươi đẹp ấy là mảnh ghép thứ ba, Pinky, cây cam ngọt ở căn nhà mới, người bạn yêu mà cậu thường xuyên tâm sự cùng. Và ấy là những điều tạo nên tuổi thơ đầy phép màu của Dê Dế đó. Mà có lẽ nhớ nhất trong suốt quãng thời gian thơ bé ấy phải kể đến hai trận đòn rơi nhớ đời mà Dê Dế phải nếm trải từ bố và anh chị của mình. Lần đầu tiên là do cậu quá hào hứng và mong muốn làm được quả cầu đẹp nhất, vậy nên cậu đã không kịp vào bàn ăn khi nghe thấy tiếng gọi của chị. Dê Dế, vào ăn cơm! Trước sự lặng thinh và không chút bóng dáng của Dê Dế, chị gái cậu đã quát lớn và đánh đập cậu không chút thương xót. Lần thứ hai là khi cậu nhìn thấy cha mình có vẻ buồn bã. Nên cậu quyết định hát để cha vui hơn. Nhưng ngay khi cậu cất lên những tiếng hát, ba cái tát được giáng xuống mặt cậu. Do hiểu biết còn hạn hẹp và chưa hiểu rõ được từ ngữ trong bài hát, nên đã khiến cha cậu tức giận vì lời bài hát quá tục tĩu. Tối đến, khi trong người vẫn còn sốt hầm hập, cậu đã thấy mẹ ở bên, tức trực mình suốt cả đêm để chăm sóc. Khi ấy, Dê Dế đã lẩm bẩm và thốt ra câu nói có lẽ là lời buộc tội nặng nề nhất đối với cuộc đời cậu. Mẹ ơi, đáng ra không được sinh ra trên đời này. Ai đã ở trên đời thì tức là người đó xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế, chỉ là thi thoảng con mới hư thôi. Mỗi đứa trẻ đều mang trong mình tâm hồn trong sáng và ngây thơ khi chưa phải nếm trải cái gọi là đắng, cay, ngọt, bùi. Ấy vậy mà, một cậu bé mới chỉ có 5 tuổi đã được dạy dỗ bằng những trận đòn roi để rồi trở thành một người hiểu chuyện đến đáng thương. Những ngày tháng đó, cậu chỉ có cây cam là người bạn chút bầu tâm sự. Những tưởng cậu bé hiểu chuyện đến đáng thương ấy sẽ dần thu hẹp sự hồn nhiên, vô tư lại sau những sóng gió. Ấy vậy mà, Dê Dế lại gặp ông bồ, người bạn tri kỷ mà cậu chẳng thể ngờ tới. Ban đầu,
ông bồ cũng chỉ coi Dê Dé như tên nhóc nghịch ngợm hay bám càng trên chiếc xế hộp xịn nhất khu của mình. Nhưng một lần, cậu nhóc ấy bị thủy tinh đâm vào chân và không thể đi lại được. Chính ông bồ đã ra tay giúp đỡ cậu lúc ấy. Định mệnh thay, sau lần bắt tay ấy, hai người họ đã trở thành những người bạn thân của nhau, duy trì dưới sự chứng kiến của Chúa. Dê Dé và ông bồ đã có những cuộc dạo chơi dưới gốc cổ thụ, đôi lần nằm tâm sự hàn huyên mãi không thôi. Sự trìu mến ấy đã cảm hóa Dê Dé, từ một đứa trẻ phá phách, nay cậu đã trở nên nghe lời hơn và sẵn sàng thay đổi vì người mình quý mến. Bởi vì đó là ông bồ nên cậu được thỏa sức sáng tạo với trí tưởng tượng. Bởi vì đó là ông bồ nên sự hồn nhiên mới quay trở về với cậu. Đôi khi người hiểu mình nhất lại không phải người thân ruột thịt. Đó có thể là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng lại đem đến cho ta cảm giác thoải mái và an toàn khi ở bên. Nhưng đời đâu có như là mơ. Hạnh phúc dễ tìm, rồi cũng sẽ khó giữ. Chuyến tàu tưởng chừng là nơi trung chuyển niềm hạnh phúc đong đầy. Bởi lẽ ta sẽ gặp lại những người mình yêu quý tại bến ga. Nhưng đối với Dê Dé, chuyến tàu mang Gratiba năm ấy đã trung chuyển nỗi oán hận khi nó đã cướp đi sinh mạng của người bạn tri kỷ thân thiết nhất của cậu. Là một sự đả kích lớn khiến cậu bé năng động ngày nào ấy không còn thiết ăn hay ngủ, mà ngày qua ngày chỉ nằm trên giường bệnh triền miên. Giờ đây gia đình đã đối xử tốt với cậu hơn, nhưng sự hối lỗi ấy đã quá muộn màng, bởi cậu đã không còn là Dê Dé của ngày xưa. Sự mất mát lớn ấy khiến cậu nói lời chào tạm biệt với sự hồn nhiên, vô tư của mình. Có lẽ đã chôn cất cùng Pinky trong một giấc mơ chiêm bao ấy rồi. Bác Dô Rẻ ơi, bác ngắm cái cây gần 3 tiếng rồi đấy. Vậy à, mình vừa làm chuyến du hành ngược về tuổi thơ. Hả? Ý bác là sao ạ? Việc trẻ em được thỏa sức với trí tưởng tượng bay bổng cùng sự hồn nhiên, vô tư là đặc quyền của trẻ. Hãy dạy dỗ trẻ với sự yêu thương và trìu mến, vì mọi trẻ em đều xứng đáng với sự hồn nhiên ấy. Hãy bảo vệ, vì đó là niềm hy vọng của tương lai. Bằng cả tấm lòng, chúng tôi muốn gửi lời tri ân tới Manuel Valadares, ông bồ, người đã dạy tác giả về ý nghĩa của sự trìu mến năm ông đêm sáu. Vĩnh biệt!